tầm mắt Chu Huyền Lan đặt trên ngọc giản. Nghe thấy đầu kia truyền đến tiếng cười nhẹ. Đôi mày nhíu chặt mới hơi giãn ra. Nhẹ cong môi. Nhưng ta đồng ý giúp hắn truyền lời, tuy rất không muốn. Chu Huyền Lan vẫn mở miệng nói, hắn nói không hối hận. Nhưng, xin lỗi, thẩm lưu hưởng trầm mặc một lát. Buông ngọc giản. Ngã lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Bất chi bất giác. Trong cơ thể lại xuất hiện cảm giác khô nóng y sốc chăn đệm mềm mại lên. Giơ tay kéo kéo vạt áo. Áo trong mặc trên người lỏng lẻo. Da thịt sau cổ trắng nõn lộ ra. Lặng yên không một tiếng động từ từ đỏ ửng. Thẩm lưu hưởng mở mắt ra. Đứng dậy uống một ly trà lạnh. Trở lại giường. Cảm giác nửa vời trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Thân ảnh mảnh khảnh lăn lộn trên giường. Một lát sau y dối tay gãi gãi đầu. Khoác áo ngoài ra khỏi cửa. Nguyên Anh không chịu được linh lực xâm nhập vào người. Không tìm thấy tử cổ. Biện pháp dùng kim dính máu lại không thực hiện được. Thẩm lưu hưởng trái lo phải nghĩ. Tính toán rạch một vết thương to rộng bằng tình hoa. Tích máu rồng vào trong đó. Nhập vào da thịt. Như vậy, tử cổ trốn ở xung quanh nói không chừng sẽ chịu uy hiếp này. An phận lại một chút. Lúc này tử cổ sao động nhưng vẫn chịu đựng được. Vừa lúc thử biện pháp này xem sao thẩm lưu hưởng gõ cửa lúc cửa mở chu huyền lan y quan chỉnh tề thoạt nhìn chưa từng nghỉ ngơi nghe y nói ý định hắn nói được thẩm lưu hưởng cũng không vô nghĩa chuyển người qua nhấc tay vén tóc sang một bên đem sau cổ bại lộ vào đáy mắt người đằng sau trên da thịt như tuyết hiện ra hoa văn sinh động như thật cánh hoa xoắn tròn đỏ bừng nổi bật giữa đêm tối thẩm lưu hưởng niết quyết một đạo linh lực nháy mắt hóa thành ngọn gió xuyên phá da thịt, để lại một miệng vết thương sâu đậm. Máu tươi đỏ thắm thoáng chốc tràn ra. Sư Tôn đối xử với chính mình thật là một chút cũng không khách khí, Chu Huyền Lan buông mi mắt xuống. Cắt lòng bàn tay ấn lên miệng vết thương giữ tợn, lấy linh lực làm đạo khí, để máu rồng từ miệng vết thương từng chút chảy vào trong da thịt. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng thẩm lưu hưởng có thể cảm thấy cảm giác khô nóng trong cơ thể dần dần bình ổn lại từ cổ an phận dần sau khi kết thúc chu huyền lan thu tay lấy linh dược ra bôi lên miệng vết thương chảy máu đầm đìa trước mắt để máu rồng thẩm thấu hữu dụng cần thời gian quá dài nếu gặp phải tình huống như lần trước thì đây cũng không phải thượng sách thẩm lưu hưởng mặc lại quần áo không sao nếu đến lúc đó ta không khống chế được mình ngươi liền chói ta lại, rồi lại làm thế này. tuy rằng hiệu quả thấy chậm, quá trình lại gian nan, nhưng tóm lại cũng là một phương pháp giải quyết. tảng đá nặng trong lòng thẩm lưu hưởng buông xuống một chút. y nhìn sắc trời, nghĩ trở về phòng cũng không ngủ được, liền đi quyển vân các. đệ tử kiếm tông trắng đêm không ngủ dựng truyền tống trận. nhìn tiến độ này thì chỉ hai ba canh giờ nữa là có thể hoàn thành thẩm lưu hưởng gia nhập vào đội ngũ trời vừa sáng rõ linh thạch bốn phía làm truyền tống trận nổi bật lên tỏa sáng lộng lẫy đệ tử kiếm tông gấp không chờ nổi hận không thể lập tức bước vào truyền tống trận diệp băng nhiên đã mấy đêm chưa nhắm mắt trong mắt xuất hiện một chút tơ máu nhưng hoàn toàn không thấy thần sắc mệt mỏi đầu tóc đoan chính đai lưng buộc chặt thân hình hàng năm luyện kiếm thon dài đĩnh bạt trước khi tiến vào truyền tống trận Diệp Băng Nhiên nhắc nhở, ngươi không phải yêu, ở yêu giới quá lâu tu vi sẽ chịu ảnh hưởng. Thẩm Lưu Hưởng gật gật đầu, ta có chuyện quan trọng trong người. Hoàn thành xong sẽ rời đi. Diệp Băng Nhiên, còn về tu chân giới không? Thẩm Lưu Hưởng sừng sốt, mỉm cười, tất nhiên muốn. Thanh Lăng Tông là nơi ở đầu tiên của y khi tới nơi này. Đối với y đặc biệt thân thiết. Huống chi sư huynh ở đó, còn có đám người lăng hoa y tất nhiên phải trở về khóe môi diệp băng nhiên lộ ra một nụ cười nhạt tựa hồ có chút cao hứng nhưng sau khi ý thức được mình đang cười sắc mặt lại nhanh chóng quay về bình tĩnh xoay người bước vào truyền tống trận quang ảnh chợt lóe đám người kiếm tông biến mất không thấy trên đất còn sót lại đầy linh thạch nát vụn thẩm lưu hưởng đang định rời đi cuồng phong bỗng gào thét khắp phiến thiên địa này mây đen nghìn nghịt tức khắc bao phủ bầu trời đại yêu kim tiểu cưu đứng ở bên cạnh sắc mặt trắng nhợt bị dọa không nhẹ nháy mắt tiếp theo nghe thấy sấm rền từng trận một đạo thân ảnh tròn ủng từ mây đen nhảy ra hai cái cánh xám nỗ lực vùng vẫy cố chống đỡ nâng thân hình dài rộng phía dưới tiên quân ác quỷ ngao nguyệt kích động hét lớn hắn từ bát hoang bay đến kỳ lân thành một đường trải qua trăm cây ngàn đắng mặt xám mày cho cuối cùng nhìn thấy bóng người. Ở giữa không trung thở hồn hền một hơi. Vỗ cánh, xì xì. Phát ra tiếng vang nặng nề bất kham. Sau đó, hắn kéo thân hình béo đô đô. Bay về phía tiên quân ác quỷ trong miệng hắn. Thẩm lưu hưởng mở to mắt. Lúc này mới phản ứng lại. Thì ra không phải heo bay trên trời. Lạch cạch. Ngao Nguyệt Tinh bì lực tẫn rơi xuống đất. Biến thành một quả bóng lăn đến bên chân thẩm lưu hưởng. Thẩm Lưu Hưởng cúi người, sách hắn lên ước lượng, phát hiện nặng không, thể tưởng tượng, muốn nói lại thôi, từ biệt bảy năm, tư thế oai hùng này của ngươi, có chút đáng tiếc a, à. Ngao Nguyệt nằm như con chó chết, động cũng không muốn động. Thẩm Lưu Hưởng sai người bưng chén nước tới, đưa đến bên miệng hắn, Ngao Nguyệt uống lên mấy ngụm, nước lạnh chảy vào trong cổ họng, lúc này mới lấy lại hơi. Chu Huyền Lan đâu? ông ông là tới tìm hắn tính sổ đánh với lăng già tới thời khắc mấu chốt vậy mà chu huyền lan lại xoay người bước vào hư không lúc ấy ngao nguyệt liền sợ ngây người hồi thần từ trong pháp thuật nghịch thiên đột nhiên phản ứng lại cứng đờ quay đầu nhìn về phía lăng già ngao nguyệt ngao ô một tiếng cực kỳ bi ai ngay tại chỗ biến trở về nguyên hình không quay đầu lại mà chạy trốn vốn tưởng rằng sẽ phải ăn độc thủ chết thảm. Không nghĩ lại một đường bình an tới kỳ lân thành. Nghỉ ngơi một lát, ngao nguyệt trở mình. Nằm ngửa lên, gió thổi bay bộ lông xám ngăn ngắn. Bụng kêu lộc cộc một tiếng. Hắn để thẩm lưu hưởng vuốt ve đầu. Cũng không phản kháng. Tôn nghiêm thiên cẩu năm đó đã sớm biến mất gần hết. Hắn reo lên, tiên quân ác quỷ. Chỗ nào có đồ ăn? Mau mang ta đi nhìn một cái. Thẩm Lưu Hưởng nghĩ nghĩ, Thiên Hương lâu, ở đó có không ít đồ ăn ngon. Mắt Ngao Nguyệt nhất thời sáng lên, nuốt nuốt nước miếng, hắn tin tưởng khẩu vị của tiên quân ác quỷ, lập tức gấp không chờ nổi mà đứng lên. Run run thân hình to mỏng, thân hình hắn biến to lên mấy lần, leo lên lưng ta đi. Thẩm Lưu Hưởng nhảy lên lưng hắn, Ngao Nguyệt bước một bước lên trời, tức khắc biến mất trong mây, mái tóc bị gió thổi đến hỗn độn thẩm lưu hưởng hít mắt phượng lại nhìn bốn phía mây mù trắng xóa núi non liên miên không dứt cái chán xẹt qua vài hát tuyến đây là đâu chấm 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 không khống chế được bay xa quá ngao nguyệt cười gượng một tiếng quay lại đường cũ trên đỉnh núi ở nơi xa bỗng chốc xuất hiện một bóng người nam tử mặc một bộ áo xanh bên hông treo quyển trục khuôn mặt ôn nhuận như ngọc Ánh mắt bình đạm như nước. Khóe môi thời khắc đều câu lên nụ cười nhạt. Nhìn xa như tắm mình trong gió xuân. Làm người không nhịn được muốn tới gần. Cây tùng phía sau bị gió thổi đến rào rạt. Lăng dạ buông thần thức ra. Dừng ở thanh niên trên lưng thiên cầu. Đáy mắt lộ ra một chút ý cười. Thoạt nhìn cũng không đáng lo ngại. Hắn đến bát hoang không phải vì Chu Huyền Lan. Nhưng nếu đối phương hiện thân. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nhưng lúc ấy thấy sắc mặt chu huyền lan nháy mắt biến hóa hắn ẩn ẩn đoán ra thẩm lưu hưởng xảy ra chuyện vì thế mặc kệ người rời đi không ngăn trở lại một đường đi theo thiên cẩu để hắn dẫn đường đuổi theo tới đây thấy thẩm lưu hưởng sắc mặt không tồi cũng không có gì khác thường lăng dạ vung tay áo biến mất tại chỗ hắn còn chuyện quan trọng trong người chờ xử lý xong lại đến đón người về tông trong thiên hương lâu. Ngao Nguyệt nhìn món ngon đầy bàn. Kích thích cái mũi. Kích động đến mức nước mắt đều sắp rơi xuống. Ta đã tưởng rằng không thể ăn những thứ này được nữa. Sư huynh kia của ngươi thật là đáng sợ. Không hiện sơn không lộ thủy. Tu vi lại cao đến thái quá. Thẩm lưu hưởng sừng sốt. Phản ứng lại. Thì ra người nọ mà Chu Huyền Lan nói. Lại là lăng dạ. Hắn cố ý đến bát hoang. Là để giết Chu Huyền Lan ta đã nghĩ vậy, thiên cầu mở đầu xé đùi gà cắn một miếng. Chép miệng. Nhưng sau khi Chu Huyền Lan trở về, phát hiện không đúng. Lăng giả dạ tựa hồ tìm thứ gì đó ở bát hoang. Nhưng sau khi thấy Chu Huyền Lan, lại tạm thời đổi mục tiêu. Thẩm lưu hưởng nhíu nhíu mày. Thiên cầu ném xương gà xuống. Hỏi, lúc trước ngươi nói đi yêu đều. Khi nào đi? Thẩm lưu hưởng nhướng mày, ngày mai yêu đều là đô thành phồn hoa nhất yêu giới là địa bàn của đại yêu vương mấy ngày gần đây yêu đều càng náo nhiệt đến cực điểm tin tức công chúa yêu tộc yêu mộng nguyệt sắp thành thân truyền khắp yêu giới không ít người đến chúc mừng thẩm lưu hưởng vốn muốn đi tìm quyển trục vừa lúc đụng phải việc này ngao nguyệt nói rất tốt ta cũng phải đi nhìn một cái xem rốt cuộc là người nào xứng cưới công chúa yêu giới của ta lúc hắn bị thương từng được yêu mộng nguyệt cứu giúp. Vẫn luôn niệm ân tình. Giờ nghe nói yêu mộng nguyệt không phải thật sự gả chồng. Mà bị ép bất đắc dĩ mới như thế. Lập tức quyết định đến yêu đều một chuyến. Nếu nàng không muốn. Vậy ta liền phải dưới mí mắt đại yêu vương. Trộm đem nàng đi. Thẩm lưu hưởng sờ sờ cằm. Khả năng ta cũng muốn làm việc này. Sao ngươi lại như thế? Ngao Nguyệt cân nhắc một chút. Trừng lớn mắt này này ngươi ngàn vạn đừng nói ngươi thích công chúa a à. ngươi đây là muốn hại chết nàng hả thẩm lưu hưởng ngốc một khắc không phải ta thích ngao nguyệt nhẹ nhàng thở ra gắp miếng giò cắn một miếng đè kinh hãi vậy thì tốt chiều hôm buông xuống thẩm lưu hưởng mới rời khỏi thiên hương lâu trên mặt là không thể tưởng tượng đôi tay xách theo một con chó con ăn đến không động đậy nổi chậm rãi đi về nơi ở chu huyền lan còn ở trong thư phòng nghị sự hắn cũng đi yêu đều toàn bộ chuyện còn lại bên này phải giao cho thủ hạ lúc này đặc biệt bận rộn thẩm lưu hưởng nghĩ nghĩ không muốn quấy dày bèn ném ngao nguyệt ngoài thư phòng y đi thẳng về đình viện tìm được quần áo trong túi chữ vật trực tiếp đến phòng tắm đêm qua không ngủ được tính toán tắm gội xong đi nghỉ sớm một chút thẩm lưu hưởng đem quần áo vắt lên bình phong cởi túi chữ vật xuống đặt bên cạnh xoay người bước vào hồ tắm sương mù màu trắng bao phủ trên người y cởi quần áo ướt đẫm ra đặt sang bên cạnh nước trong hồ ấm áp linh thảo trôi nổi tỏa mùi hương nhàn nhạt, nhạt toàn thân thẩm lưu hưởng được bao phủ trong ấm áp ngâm trong nước một lát không khỏi cảm thấy mệt nhọc y ngáp một cái đang định đứng dậy đột nhiên trong cơ thể lại nổi lên cảm giác khô nóng. Thẩm lưu hưởng sừng sốt một chút. Thân thể có chút nhũn ra. Tay từ dưới nước, dầm, một cái nâng lên. Tầm mắt hoảng hốt nhìn về phía bình phong. Niết quyết đem áo cầm lại đây. Y đứng trong nước. Bắt đầu đem áo trong mặc vào. Lúc thắt đai lưng. Ngón tay thon dài trắng nõn ẩn ẩn phát run. Phẩy chấm phẩy chấm. Một mặt hồng nhạt kéo dài từ sau cổ một tay thẩm lưu hưởng ấn lên thành hồ. Đuôi mắt bất chi bất giác đỏ lên. Y cắn chặt môi. Bán tay dính đầy bọt nước khó khăn lắm mới câu được túi chữ vật đến. Sờ soạn trong túi một lúc lâu. Cuối cùng cũng bắt được một vật. Thẩm lưu hưởng thở hồn hền một hơi. Vài sợi tóc ướt át dính trên gương mặt trắng nõn. Ngón tay hơi cuộn chặt. Đưa một chút linh lực vào ngọc giản. Ánh sáng chợt lóe, Thanh âm thẩm lưu hưởng hơi khàn. Nói vào Ngọc Giản. Ta ở phòng tắm. Ngươi có thể tới nhanh một chút được không? Từ cổ sao động lợi hại. Cả người y nhũn ra. Ý thức có chút tan rã. Giữa răng không nhịn được thốt ra một tia than nhẹ. Thanh âm phiếm run rẩy Gọi cọng rơm cứu mạng duy nhất, Chu Huyền Lan. Đầu kia Ngọc Giản rơi vào trầm mặc thật lâu. Lâu đến mức thẩm lưu hưởng ý thức hôn mê đều phát hiện ra khác thường. Y lắc lắc đầu tóc đen ướt rầm dề rán ở sau lưng ánh mắt hơi ngưng nhìn chằm chằm ngọc giản đang muốn nói tiếp đột nhiên bang ngọc giản rơi xuống đất ánh sáng nháy mắt tối sầm lại trong đầu thẩm lưu hưởng nổ ầm một cái thời khắc nhìn thấy chữ đế khắc trên ngọc giản ý thức mơ hồ đều sợ tới mức thanh tỉnh lại vài phần y ngây người một lát có suy nghĩ muốn chìm vào bể tắm không bao giờ ra nữa nhưng cảm giác khô nóng trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Thẩm lưu hưởng đỏ mắt. Ngón tay một lần nữa sờ sờ túi chữ vật. Tìm được một viên ngọc giản khác. Ánh sáng xẹt qua. Bên trong bay ra một thanh âm trầm thấp, xảy ra chuyện gì? Sư tôn. Thẩm lưu hưởng nhìn viên ngọc giản kia dưới mặt đất. Thấy viên này một lần nữa sáng lên. Chậm gì gì bay lên không trung. Thanh âm nhất. Thời chỉ còn bi thương bất tận mau tới phòng tắm nhặt xác cho ta không không đúng phải là nhặt xác cho hai chúng ta thần kỳ sơn đế cung dạ minh châu đem căn phòng chiếu sáng như ban ngày bóng người tay cầm ngọc giản đứng trước án thư thân hình thon dài bạch y kim quan phát hiện đầu kia chậm chạp không có động tĩnh lâm vào trạng thái giả chết đế vân vũ nhăn mày nhìn chằm chằm ngọc giản trong chốc lát phất tay áo rời khỏi phòng hắn muốn đi yêu giới một chuyến. Ngoài cửa, một bóng người mặt đầy rối rắm Đi tới đi lui, nóng nảy một khắc cũng không dừng lại được. Ngươi ở đây làm gì? Giá, dạ. bỗng nhiên nghe thấy thanh âm. Từ tinh thần quay đầu một cái. Nhìn về phía cửa, trên mặt lộ ra kinh hách. Đế, đế phụ còn chưa nghỉ ngơi. Đế vân vũ, tìm ta có chuyện gì? Từ tinh thần đã đợi ở ngoài cửa non nửa canh giờ vài lần muốn gõ cửa. Lại nghĩ lúc này hắn đang nghỉ ngơi. Không dám quấy giày. Lại hậm hực buông tay xuống. Từ tinh thần nhìn vào mắt hắn. Nói, nghe nói kỳ lân thành xảy ra chuyện. Con muốn hỏi người đế cung ở đó. Trương miểu miểu. Kim tiểu cưu. Có mạnh khỏe không? Hắn về đế cung. Tin tức có chút tắc nghẽn. Vừa mới biết được kỳ lân thành phát sinh dung chuyển. Từ tinh thần triệu tới một đám người đặt câu hỏi đều nói thẩm thiếu quân cũng không lo ngại nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm sau đó lại nghe nói một sợi thần hồn của đế phụ đến yêu giới hẳn là biết rõ ràng nhất vì thế tới tầm cung do dự hồi lâu lời nói của đế phụ từ tinh thần tin tưởng nhất nhưng hắn hỏi xong vốn tưởng rằng đối phương sẽ đạm nhiên nói không sao chưa từng nghĩ lại thấy sắc mặt đế vân vũ trở nên cổ quái trong lòng từ tinh thần nhảy một cái vội vàng mở miệng huynh trưởng xảy ra chuyện đế vân vũ không đáp tầm mắt dừng trên người hắn đôi mắt nhạt màu chăm chú nhìn một lát đột nhiên mở miệng ngươi có muốn làm đế quân không sắc mặt từ tinh thần biến đổi trái tim nhảy lên kịch liệt vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước kia thân là thiếu quân duy nhất của đế cung chúng tinh phủng nguyệt tất cả mọi người đều cho rằng hắn đương nhiên là người kế nhiệm đế quân từ tinh thần cũng cho rằng như thế còn có muốn làm đế quân không từ tinh thần chưa bao giờ suy nghĩ chỉ cảm thấy hẳn là hắn nhưng sau này thẩm lưu hưởng xuất hiện như đánh một đòn cảnh cáo thứ vốn nên thuộc về hắn giờ cũng không phải không có hắn thì không thể từ tinh thần nhất thời trầm mặc đế vân vũ chắp tay sau lưng ngữ khí nghe không ra cảm xúc ngươi cảm thấy ngươi với thẩm lưu hưởng ai thích hợp làm đế quân hơn từ tinh thần ngẩn người hồi lâu, ậm ừ nói, chấm 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 chấm. Thẩm Lưu Hưởng, đế phụ từng nói hắn hướng Thẩm Lưu Hưởng học tập. Nhất, định là hắn chưa đủ rất nhiều chỗ. Từ tinh thần ủ rũ cụp đuôi, biểu tình không cam lòng, đáy mắt lộ ra một mạt cô đơn. Đế Vân Vũ thu hết cảm xúc của hắn vào đáy mắt. Không đánh giá, chỉ nói, bất kể là ai làm đế quân đều phải đối xử bình đẳng với tam giới không nghiêng không lệch muốn làm được điểm này trước hết phải khống chế tốt hai chữ khoảng cách cho dù đối với bất kỳ kẻ nào bất kỳ chuyện gì đều phải như thế một khi mất chừng mực hậu họa vô cùng dứt lời đế vân vũ để lại từ tinh thần đang hoang mang đi thẳng tới một căn phòng yên tĩnh giữa nhà bày một cây đèn đầu ngón tay đế vân vũ dừng ở bên trên bức đèn tức khắc bùng lên một ngọn lửa lớn. Một chiếc lông phượng hiện ra. Ấn văn trên đó nhảy nhót trong ánh lửa. Đế vân vũ dối tay nắm lấy. Chớp mắt biến mất tại chỗ, sao sao sao. Ngao nguyệt ăn no uống đủ. Nằm trên hành lang rộng rãi. Nhắm mắt ngủ rõ an tường. Đến tận khi một trận gió lạnh thổi qua. Hắn mới mở mắt ra. Nhìn thấy cửa phòng không biết đã mở từ khi nào. Ánh đèn bên trong chiếu sáng mặt đất ngoài hành lang. Đám người lạc ngư chậm một nhịp. Lúc đuổi đến nơi, đã không thấy thân ảnh Chu Huyền Lan đâu nữa. Mấy người nhìn thiên cầu trên sàn nhà. Sừng sốt mấy phần, Ngao Nguyệt đại nhân. Ngao Nguyệt, hắn đi đâu rồi? Sao lại gấp thế? Lạc ngư, hình như là yêu hậu. Khụ khụ. Sư tôn đại nhân có việc. Thân ảnh Chu Huyền Lan xuất hiện ở ngoài phòng tắm nhìn cửa phòng đóng chặt liền giơ tay đẩy ra một đám hơi nước tràn ra gió lạnh ban đêm thổi vào phòng thổi tan một chút thanh hương nhàn nhạt trong phòng bay ra chu huyền lan cầm ngọc giản trong tay thần sắc hơi khẩn trương lúc trước ngọc giản truyền ra thanh âm trộn lẫn tiếng than nhẹ hẳn là tình hoa cổ lại phát tác nhưng không biết vì sao sư tôn lại nói đến mức nhặt xác chu huyền lan nhíu nhíu mày cất bước đi vào Gian ngoài là một hồ nước lạnh. Đầu rồng nạm ngọc phun ra nước lạnh trong vắt. Hắn quét mắt. Không thấy bóng người. Liền đi thẳng vào gian trong. Màn lụa trước cửa phát phơ trong gió nhẹ. Chu Huyền Lan nhấc một tay sóc lên. Thu hết cảnh tượng trong phòng tắm vào đáy mắt. Không trung trên hồ nước ấm hiện lên đám sương mỏng. Trong nước không có một bóng người. Nhưng mặt hồ vẫn còn một chút gợn sóng. Hiển nhiên người làm nước động vừa rời đi không lâu mặt đất trên bờ hồ có dấu nước nhỏ giọt một đường kéo dài đến bình phong tinh mỹ to rộng một thân ảnh mảnh khảnh ngồi dưới đất lưng dựa vào bình phong áo trong trắng tuyết ướt dầm rề dán trên người đôi tay thẩm lưu hưởng ôm đầu gối áo trong mặc vội hỗn độn lỏng lẻo một nửa cẳng chân trắng nõn như ngọc lộ ra bên ngoài chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo ngón chân mượt mà nổi lên chút hồng nhạt tóc đen hỗn độn rối tung sau người vì đang ngồi nên tóc dài ướt đẫm quét trên mặt đất in ra vệt nước tí tách xung quanh người chu huyền lan sửng sốt một khắc sư tôn thẩm lưu hưởng vẫn chưa đáp lại bàn tay thon dài nắm chặt ngọc giản khuôn mặt chôn giữa đầu gối nhìn kỹ thấy thân ảnh đang phát run phẩy chấm phẩy chấm chu huyền lan lấy lại tinh thần bước nhanh đi đến trước mặt y cúi người nắm lấy bàn tay còn dính bọt nước phát hiện nhiệt độ không bình thường liền nhíu mày hắn gạt mái tóc thẩm lưu hưởng ra tầm mắt rừng ở sau cổ nhìn thấy trên da nổi lên màu đỏ ửng tình hoa hình thái yêu dị như vật sống cánh hoa xoáy tròn dỗi thân mở ra nở rộ trên da thịt như ngọc đẹp rung động lòng người chu huyền lan buông mi mắt xuống ngón tay rừng ở sau cổ ướt nước đang muốn cắt qua da thịt đem máu rồng nhập vào trong đó lúc này thẩm lưu hưởng mới ngẩng đầu lên một gương mặt tinh xảo vô song hiện lên ánh vào đáy mắt chu huyền lan dưới ánh đèn bọt nước trong suốt lóe ánh sáng nhỏ vụn nhỏ giọt theo sườn mặt trắng nõn phảng phất mới vừa khóc xong mắt phượng ướt hồng đuôi mắt lộ ra chút bọt nước chu huyền lan giật mình chậm rãi nói sư tôn chỗ nào không khỏe hắn đã hỏi qua an tần đối phương nói từ cổ mất đi sự khống chế của mẫu cổ sẽ làm hành vi thay đổi thất thường. Phản ứng của người chúng cổ sẽ không thể lường trước được. Tình huống lúc này của Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn bất đồng với lần trước. Chu Huyền Lan không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cúi người, ngón tay nổi rõ khớp xương câu lấy mấy sợi tóc ướt dán trên mặt y, vén ra sau tai, hắn nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp, như trấn an mà gọi một tiếng, "Sư tôn" thẩm lưu hưởng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu hàng mi mảnh dài giật giật phảng phất tỉnh lại y vươn tay câu lấy thân ảnh gần trong gang tấc cả người dịch lại gần hai tay vòng qua cổ chu huyền lan hơi cúi đầu chôn mặt vào cổ hắn tư thế thuận theo như cầu được an ủi mà ôm lấy hắn thân hình chu huyền lan cứng đờ giơ tay đỡ lấy vòng eo mềm dẻo xúc cảm tinh tế cách tầng quần áo ướt át chuyển đến hậu chi hậu giác sư tôn đã chủ động chui vào lòng ngực hắn ngón tay chu huyền lan hơi cuộn chặt trái tim nhảy kích liệt trước nay chưa từng có quần áo thẩm lưu hưởng mặc ướt đẫm cả người có chút lạnh nhưng trên người lại tỏa ra nhiệt độ nóng rực vô thanh vô tức không lưu đường lui quấn lấy hắn sư tôn ánh mắt chu huyền lan hơi ám đem người trong lòng ngực ôm sát hơn chút nữa này không phải là ý thức của sư tôn chỉ là bị tử cổ mê hoặc thôi. Chu Huyền Lan nắm chặt tay. Người thấy u hương như có như không trên người thẩm lưu hưởng. Ánh mắt càng thêm thâm u. Hắn hô hấp hơi nặng nề. Cảm thấy người cần thanh tỉnh lại là hắn. Lập tức kéo thẩm lưu hưởng vào trong lòng ngực. Khom lưng bế người lên. Đi thẳng ra khỏi phòng trong. Màn lụa sốc lên. Một lát sau. Nước lạnh trong hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chu Huyền Lan giơ tay. Dùng linh lực xoay hướng của vòi phun nước. Nước lạnh tỏa băng xương thoáng chốc phun ra. Một dòng nước lạnh tự đáy ao phun lên. Từ dưới lên trên. Lạnh đến tận xương. Chu huyền lan ngâm trong hồ lạnh một lát. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Một tay hắn đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh. Để tránh người ngã xuống đáy nước. Bàn tay kia nắm lấy áo trên vai thẩm lưu hưởng. Linh lực xẹt qua. Một vòi máu tươi tràn ra. Da thịt vốn đã đỏ ửng giờ nhiễm máu đến càng mỹ lệ hơn chu huyền lan hạ tay chậm rãi nói có chút lạnh sư tôn chịu đựng một chút nhưng bất kể nói gì thẩm lưu hưởng đều không để ý tới chỉ nhích tới nhích lui trong lòng ngực hắn chu huyền lan đành phải một tay ôm eo y để người lên bờ hồ ngăn lại một vài động tác không an phận máu rồng thong thả thấm vào da thịt đang chảy máu đầm đìa thẩm lưu hưởng ngoảnh mặt làm ngơ động tĩnh sau cổ có chút ngại lạnh bắt lấy quần áo chu huyền lan hận không thể dán cả người lên người hắn nửa khuôn mặt chôn bên gáy hắn không biết cố ý hay vô tình y khẽ nhếch miệng phả hơi vào cần cổ thon dài của chu huyền lan hầu kết của hắn một chút tiếng nói khàn khàn sư tôn đừng nhúc nhích thẩm lưu hưởng nghiêng nghiêng đầu khẽ nâng mi nháy mắt tiếp theo liền hôn xuống cần cổ chu huyền lan Sức cảm cánh môi mềm mại. Dọc theo đường cổ sạch sẽ lưu loát. Kéo dài một đường đến sau tai. Thông thả ung dung mà khiêu khích. Chu Huyền Lan phản ứng lại. Tức khắc cảm thấy có chút muốn mạng. Sư Tôn đang câu dẫn hắn. Trên trán Chu Huyền Lan thấm ra mồ hôi mỏng. Một tay kiên định ấn ở sau cổ. Tay kia ấn đầu y lên gáy mình. Không cho y lộn xộn nữa. Nhưng một cái ấn này làm thẩm lưu hưởng đang dựa trên người hắn hơi rũ mi mắt tựa hồ ý thức được cái gì đột nhiên há mồm dùng răng kéo vạt áo chu huyền lan lỏng ra một chút trong nháy mắt thẩm lưu hưởng nhìn chằm chằm nơi nào đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn cả người chu huyền lan chợt cứng đờ biểu tình tức khắc thay đổi vải rồng bàn tay chu huyền lan đang đỡ eo y chợt nắm chặt bàn tay ấn ở sau cổ chuyển qua cái gáy thẩm lưu hưởng đem người ấn lên vách hồ không thể nhịn được nữa mà cúi đầu bắt lấy cánh môi làm hắn tức giận sau lưng thẩm lưu hưởng đụng phải vách hồ lạnh băng mới vừa run run liền bị bóp chặt cầm hôn lên môi một lát sau cảm giác hít thở không thông truyền đến y liền theo bản năng dãy dụa lên thẩm lưu hưởng dỗi tay đẩy đẩy lồng ngực gần trong gang tấc đối phương không chút sứt mẻ long tộc vốn trọng dục cho dù ý chí của chu huyền lan có mạnh đến đâu gặp được tình huống như thế ý thức tỉnh táo cũng bị rớt hơn phân nửa hắn cúi đầu hơi thở phả lên da thịt phiếm hồng sau cổ một tay cởi bỏ đai lưng thẩm lưu hưởng bàn tay thon dài tay thâm nhập chạm vào da thịt trắng nõn tinh tế người trong lòng ngực cũng không phản kháng chỉ cả người phát run trong cổ họng mang theo tiếng nức nở như có như không ánh mắt Chu Huyền Lan càng ám. Lúc đang muốn tiến thêm một bước nữa, chợt nhìn thấy tình hoa đỏ thắm, như bát nước lạnh rồi xuống đỉnh đầu hắn. Chu Huyền Lan cứng đờ, bỗng chốc tỉnh táo lại, trầm mặc một lát, chui đầu vào sau cổ thẩm lưu hưởng. Môi mỏng khẽ nhếch, răng cắt qua da thịt vô cùng mịn màng. Một giọt máu từ đầu lưỡi tràn ra. Sắc mặt Chu Huyền Lan tức khắc trắng nhợt. Cái chán tràn ra mồ hôi như hạt đậu thẩm lưu hưởng đau phát run. Dùng sức dãy ruộng. Không nhịn được muốn thoát ra. Đến tận khi dòng máu dòng nóng bỏng kia hoàn toàn tẩm vào trong đó. Mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hàng mi mảnh dài khẽ nhúc nhích. Ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Được một khắc lại khép mắt. Ngã vào lòng ngực Chu Huyền Lan. Sắc mặt Chu Huyền Lan tái nhợt như tờ giấy. Đứng im tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu mới lấy lại hơi nhận thấy trong hồ lạnh đến tận xương. Chu Huyền Lan cởi áo ngoài. Bọc thẩm lưu hưởng cả người ướt đẫm lại. Đem người bế lên. Ra khỏi hồ lạnh. Vừa mới đi ra khỏi cửa. Linh khí giữa không trung chợt căng thẳng. Người tới mặc bạch y. Kim quan sáng quắc. Trong bóng đêm tỏa ra thần uy vô thượng. Chu Huyền Lan mới vừa mất máu đầu tim. Không chịu nổi cỗ uy áp này. Sắc mặt trắng nhợt. Trong cổ họng tràn ra một mặt tanh ngọt đế vân vũ nhìn nhìn hắn thu thần uy tầm mắt lại dừng ở người trong lòng ngực hắn hành lang yên tĩnh hồi lâu đế vân vũ nâng tay lên xoa xoa mi tâm đế quân lợi hại vô thượng đột nhiên bất đắc dĩ thở dài ai lúc thẩm lưu hưởng tỉnh lại y đang nằm trên giường ánh mắt đảo qua phát hiện xung quanh là khung cảnh quen thuộc liền buông cảnh giác cả người không khỏi thả lòng lai nhưng một lần thả lòng này, liền nhận ra điều khác thường. Toàn thân y nhức mỏi lợi hại. Thẩm lưu hưởng sờ sờ phần da trắng nõn sau cổ. Phiếm hai điểm xanh tím. Bàn tay hơi dùng lực một chút. Liền đau đến mức y cắn chặt môi. Thẩm lưu hưởng xoa xoa mi mắt. Đột nhiên một mặt đỏ ửng bò lên vành tai. Chợt nhớ ra đây là dấu vết Chu Huyền Lan ôm y từ phía sau. Cắn vào sau cổ lưu lại. Ngoài sau cổ hình như Chu Huyền Lan còn bóp chặt eo y. Ấn lên vách hồ lạnh băng cứng ngắc. Môi lưỡi giao triển. Sau đó, thẩm lưu hưởng có chút nhớ không rõ. Nhưng suy nghĩ đến khả năng tiếp theo. Hàng mi y liền run rẩy, Biểu tình trở nên khẩn trương. Thẩm lưu hưởng đè ngực. Vỗ nhẹ nhẹ như tự chấn an mình. Sau đó giẫy một tay vào dưới chăn. Là một hành động ngập ngừng. Mắt phượng của y hiện lên hoang mang. Giây lát sau khuôn mặt tuấn mỹ đầy hoảng loạn. Y cúi đầu. Một phen sốc đệm chăn sốc mềm lên. Nhìn áo trong trắng như tuyết đang mặc trên người. Đầu ngón tay khẽ run. Dùng lực lớn hơn nhéo eo một chút. Trong phút chốc, một nửa vòng eo mảnh mai đều mềm nhũn. Vừa đau vừa mỏi. Toàn thân hình đều không tự chủ được run rẩy lên. Đồng tử thẩm lưu hưởng chấn động kịch liệt. Đây, đây là, chẳng lẽ y với Chu Huyền Lan gương mặt trắng nõn của thẩm lưu hưởng. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang đỏ lên. Một lần nữa y về lại giường. Sách chăn đắp lên người. Không chút do dự vùi đầu vào. Muốn bình tĩnh một phen. Lúc này, bên cạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên một giọng nói quen thuộc. Tràn ngập hoang mang. Mang theo một chút không biết nói gì. Ngươi đang làm gì vậy? Thẩm lưu hưởng sừng sốt. Bỗng chốc nhìn về phía mép giường. Từ kim quan của người nọ lóe sáng làm mắt y chói mắt. Ngây người, người một khắc, cả kinh nói, sao ngươi lại ở đây? Từ Tinh Thần trừng lớn mắt, cái ngữ khí gì đây? Nếu không phải đế phụ dặn dò, ta cũng không chăm sóc ngươi đâu. Trong màn đêm như mực, một chút gió lạnh theo cửa sổ rộng mở rót vào trong phòng. Từ Tinh Thần không cao hứng đi đến bên cửa sổ. Bang, một cái đóng lại. Xoay người rót ly trà nóng một lần nữa trở lại mép giường nhìn thanh niên đang ngốc ngốc lăng lăng thật vất vả mới tỉnh lại hành vi cử chỉ lại kỳ quái không hiểu nổi lúc thì sờ sau cổ lúc lại véo eo trong chốc lát gương mặt đỏ bừng như cà chua đặc biệt là hắn đang đứng bên cạnh vậy mà thẩm lưu hưởng lại hoàn toàn làm lơ uống nước thanh tỉnh một chút thẩm lưu hưởng chớp chớp mắt nhận lấy chén trà nhìn quanh bốn phía cuối cùng cũng nhận ra đây là phòng ngủ ở đế cung y uống ngụm trà giải khát sao ta lại ở đây từ tinh thần đế phụ tự mình tới yêu giới mang các ngươi trở về thẩm lưu hưởng nhớ tới việc truyền âm vào ngọc giản vẻ xấu hổ nổi lên trên mặt chú ý tới hai chữ các ngươi rũ mắt nhìn nhìn dưới thân gương mặt nóng lên chu huyền lan đâu eo y có chút mỏi lại có chút đau nhìn thế nào đều thấy không thích hợp trong trí nhớ xuất hiện những đoạn vụn vặt có cảnh tượng y ôm chu huyền lan vừa hôn vừa gặm thẩm lưu hưởng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là y bị dục hòa đốt người ỉ vào tu vi như vậy như vậy với chu huyền lan cuối cùng không biết như thế nào lại bị như vậy như vậy ngược lại thẩm lưu hưởng gãi gãi tóc hai má đỏ bừng biểu tình không biết làm sao từ tinh thần cuối cùng không nhịn được nữa rỗi tay thăm dò trên trán y có phải bị choáng váng không hay chỗ nào bị thương chưa phát hiện ra người có vấn đề không nên là ngươi a à. chu huyền lan mất máu đầu tim cũng chưa như vậy thẩm lưu hưởng ngây người bỗng chốc trợn to mắt phượng sao 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 đế vân vũ mang cả hai người về đế cung chu huyền lan chống được một lát cũng ngất đi hắn từ lúc đấu pháp với lăng giả bị thương sau lại bước vào hư không đuổi tới kỳ lân thành cắt sừng rồng phá trận. Lại dùng máu đầu tim chấn áp tình hoa cổ. Cho dù lực khôi phục của yêu tộc có mạnh đi nữa. Thân thể cũng không chống đỡ nổi. Lúc thẩm lưu hưởng lại đây. Hắn đang nằm trên một khối hàn băng. Chưa tỉnh lại. Thẩm lưu hưởng rũ mắt. Sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Hàn băng trong suốt như pha lê. Tỏa ra hơi lạnh khinh bạc. Vuông vức. Hòa với linh khí hình thành một vòng sáng là thiền linh băng hộ thể. Cực kỳ hy quý. Lớn bằng bàn tay đã là vật báu vô giá. Lúc này, trên khối thiền linh băng có một con rồng đen nhỏ. Hơi nghiêng đầu. Hơi thở yếu ớt. Vảy rồng toàn thân kết băng xương. Hai mắt nhắm chặt. Một chiếc sừng lẻ loi nằm trên đỉnh đầu. Đầu quả tim thẩm lưu hưởng khẽ run. Đi lên phía trước. giơ tay khẽ chạm vào chiếc sừng. Xúc cảm cứng rắn với hoa văn phức tạp trên sừng rồng từ đầu ngón tay xẹt qua. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng dâng lên một tư vị khác, có loại cảm giác như đã từng quen biết. Bốn phía yên lặng một mảnh. Y nhìn chằm chằm rồng nhỏ thật lâu, lẩm bẩm nói, "Đáng giá sao?" Trong nguyên tác, Chu Huyền Lan ở đại chiến tam giới, dùng sức lực bản thân cứu vớt tu chân giới, đem thế không thể đỡ đánh lui yêu giới. Sau đó ma giới quy thuận yêu giới thần phục, vạn người kính ngưỡng, xưng hắn là huyền chủ, ý chỉ chủ nhân của tam giới. Phẩy chấm, thẩm lưu hưởng vốn tưởng rằng đã hiểu tận gốc rễ về hắn. Nhưng lúc đi vào nơi này, mới phát hiện đài vai ác rồng đen vẫn chưa xuất hiện trong nguyên tác. Vậy mà lại là hắn. Nếu nói như thế, rất nhiều chỗ trong nguyên tác đều không thích hợp. Mà Chu Huyền Lan trước mắt, vừa không phải là huyền chủ cũng không phải đại vai ác chỉ là đồ đệ của y một con rồng đen nhỏ làm người không ngăn được động tâm phía sau truyền đến tiếng bước chân thẩm lưu hưởng quay đầu lại nhìn thấy đế vân vũ trên áo theo phượng hoàng lửa kim quan sáng quắc đế vân vũ nhìn thân ảnh trên thiền linh băng lại nhìn thẩm lưu hưởng không biết có phải nhìn ra cái gì hay không hắn nhăn mày hắn chỉ là bị thương chân thân sẽ nhanh khôi phục Ngươi đi với ta. Trên tầng cao nhất của tàng thư các. Đế Vân Vũ lấy ra một quyển trục. Đưa cho thẩm lưu hưởng, xem trước đi. Thẩm lưu hưởng nghi hoặc nhận lấy. Mở ra đọc nhanh như gió. Sau nửa nén hương. Biểu tình trên mặt y làm người không nắm được. Y gấp quyển trục lại. Đế Phụ muốn nói gì? Trong cuốn ghi lại 400 năm trước. Ma thú dáng thế làm nổi lên một hồi hạo kiếp. Mà so sánh với những lời đồn bên ngoài trong này ghi lại đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ bốn đại ma thú từ đông hoang mà ra nhiễu loạn tam giới mà ở đông hoang kỳ thật còn giữ một vật toàn thân ngâm đen trên đó kim văn lập loè tỏa ra uy áp khủng bố của thời kỳ hồng hoang thế gian không ai biết kỳ thật cùng hiện thế với ma thú còn một quả trứng rồng đế vân vũ chắp tay phía sau rõ ràng đó chính là chu huyền lan thẩm lưu hưởng thì làm sao hắn không phải ma thú hung ác, chưa từng gây tai họa cho thế gian. Ngữ khí của đế vân vũ hơi trầm xuống, nhưng hắn giống những ma thú đó. Là sinh linh ở thời kỳ thượng cổ hồng hoang, vốn nên bị diệt sạch từ vạn năm trước, nhưng không biết cơ duyên trùng hợp gì. Mới hiện thế ở trăm năm trước, thẩm lưu hưởng nắm chặt quyển trục, đế phụ muốn nói hắn không nên xuất hiện. Đế vân vũ, hắn thân là long tộc có thể xưng bá ở thời kỳ hồng hoang theo thời gian tu vi tất nhiên không ai có thể chống lại đến lúc đó toàn bộ đại lục sẽ rơi vào tay hắn sinh tử vạn vật do hắn định đoạt thiên đạo sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh nhất định sẽ chu sát hắn bóp chết uy hiếp từ trong nôi thẩm lưu hưởng nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát nhìn về phía hắn đế phụ thì sao thiên đạo tính toán giết chu huyền lan như thế nào y không hiểu được nhưng người hiện tại có năng lực này chỉ có đế vân vũ mấy trăm năm trước đã có thể giết hỗn độn đào ngột phong ấn cùng kỳ thao thiết tu vi của hắn đã sớm siêu thoát tam giới bước vào một cảnh giới làm người khủng bố đế vân vũ khẽ nhúc nhích đuôi lông mày đang muốn nói chuyện liền nhìn thấy thẩm lưu hưởng chớp chớp mắt phượng nghẹn ra một chút nước mắt khoa tay múa chân nguyên thân của đồ đệ con chỉ có chút xíu như thế nhỏ yếu đáng thương một cái tát là có thể chụp chết đế phụ thần uy tất nhiên sẽ không so đo với một con rồng đen nho nhỏ dùng tuổi tác long tộc mà tính đồ đệ con nói không chừng còn chưa có thành niên thẩm lưu hưởng giơ tay ngón tay thon đai túm chặt tay áo đế vân vũ đế phụ là trăng sáng giữa trời quang tất nhiên sẽ không khi bắt nạt một con rồng con có phải không đế vân vũ chấm 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 hoặc kép phẩy chấm phẩy chấm hắn rũ mắt nhìn thanh niên dám túm tay áo hắn còn không nhịn được lắc lắc trầm mặc thật lâu ngữ khí cứng đờ nói buông ra thẩm lưu hưởng lập tức buông lòng tay lại nhỏ giọng nhắc nhở nói đế phụ người còn chưa nói có phải hay không dứt lời thẩm lưu hưởng ôm ngực nghẹn đỏ mặt dùng sức hụ hai tiếng Đế phụ nói cẩn thận, gần đây thân thể Hải Nhi không khỏe, chỉ có thể tiếp thu lời khẳng định. Vâng, đúng, không nghe được bất kỳ lời phủ định nào đâu a. À. Đế Vân Vũ. Chấm 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 hoặc kép phẩy chấm phẩy chấm. Thẩm Lưu Hưởng dùng kỹ thuật diễn đỉnh cao, ép cho Đế Vân Vũ giơ tay một cái, nhắm ngay đầu y, ngón tay thon dài không thể nhịn được nữa búng một cái. Cái búng này làm Thẩm Lưu Hưởng đau đỏ mắt hốc mắt rưng rưng đế vân vũ nhìn y như vậy mới đúng muốn khóc thì phải nghiêm túc một chút thẩm lưu hưởng chừng lớn mắt trên mặt không thể tưởng tượng sau đó liền nghe thấy đế vân vũ tiếp tục nói đối với ta nếu rơi lệ không ngừng hiệu quả sẽ càng tốt hơn thẩm lưu hưởng đây là tiếng người sao khóe miệng thẩm lưu hưởng hơi co rút đem quyển trục ấn lạch cạch lên bàn nghiến răng nghiến lợi bỏ đi Đế Vân Vũ mở to đôi mắt nhạt màu, nhìn bóng người nổi giận đùng đùng biến mất không thấy, mới cười nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nhặt quyển trục lên, thả về chỗ cũ, đi ra khỏi tàng thư các. Thẩm Lưu Hưởng quay đầu nhìn lại, nếu Đế Vân Vũ đã lấy ra Thiền Linh Băng, thì ít nhất là lúc này không nổi sát tâm với Chu Huyền Lan. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không yên tâm chính là về sau, cho nên muốn thử thái độ của hắn. Kết quả hồ ly ngàn năm cũng không giảo hoạt như thế thẩm lưu hưởng hướng thư các nói thẩm một tiếng xoay người chuẩn bị trở về thăm đồ đệ nhưng đi được một nửa dừng lại ở ngã ba đường y nghiêng đầu nhìn chằm chằm ba chữ tam sinh thạch khắc trên tấm ván cũ do dự một lát nhìn quanh bốn phía thấy không có ai lặng yên không một tiếng động theo đường nhỏ đi vào trong rừng tam sinh thạch là thứ chắc tình duyên thế gian chỉ có ba khối đặt ở đế cung thanh lăng tông và yêu đều trước kia thẩm lưu hưởng đã biết thứ đồ chơi này nghe nói trong đá ẩn chứa chi lực thiên đạo có thể chắc ra định mệnh của mỗi người trước kia y không có hứng thú hôm nay lại không nhịn được bước chân đi về phía tam sinh thạch lòng y có hoang mang giữa hồ nước trong vắt một khối đá đen đứng lặng lẽ thẩm lưu hưởng tới gần vươn tay ấn lên trên đá tức khắc một sợi ánh sáng bao phủ lấy người y đợi ánh sáng tan đi thẩm lưu hưởng chớp chớp mắt đáy mắt lộ ra một chút chờ mong lại có chút khẩn trương y nhìn chằm chằm tam sinh thạch một hàng chữ hoàn toàn hiển lộ ra diệp băng nhiên trên tam sinh thạch cái tên hiện ra chính là diệp băng nhiên thuận theo ý của thiên đạo người số mệnh định cho y là diệp băng nhiên thẩm lưu hưởng ngẩn người một lát thu tay đột nhiên y kéo lên một bên khóe môi khuôn mặt tuấn mỹ cười đến sán lạn là ai cũng không quan trọng thời khắc bàn tay ấn lên tảng đá đó trong lòng y đã hiện lên một cái tên thẩm lưu hưởng cười khẽ nâng tay lên vỗ vỗ tam sinh thạch cảm tạ nha tuy rằng ngươi không đúng trên tam sinh thạch khắc tên ai không quan trọng quan trọng là trong lòng y khắc tên ai sau khi hiểu rõ tâm ý thẩm lưu hưởng gấp không chờ nổi muốn đi gặp người nhưng ở khoảnh khắc muốn rời đi trong đầu lại nhớ tới một chuyện không khỏi dừng bước chân y vươn tay sờ sờ sau cổ trắng nõn máu đầu tim một giọt bằng cả vạn từ cổ không biết sống hay chết nhưng tình hoa sau cổ vẫn còn đó suy nghĩ như vậy làm trong lòng thẩm lưu hưởng dâng lên một chút tư vị không tên cảnh tượng tình hoa cổ phát tác đứt quãng hiện lên trong đầu y mơ hồ nhớ rõ y chịu tử cổ mê hoặc từng hôn vải ngược bên ngực chu huyền lan vải ngược là nơi vạn phần mẫn cảm trên thân rồng này đã là câu dẫn trần trụi ngay cả như vậy chu huyền lan cũng không mảy may chạm vào y chọn dùng máu đầu tim giúp y giải tình hoa cổ đại giới to lớn như thế thẩm lưu hưởng từ trong hương phấn bình tĩnh lại trước mắt một cảnh gió thu cuốn hết lá vàng chu huyền lan đại khái không có ý tứ kia với y nếu không sao có thể thờ ơ như thế nhưng mà quả thật là một đồ đệ tốt kính yêu sư tôn có thừa chịu dùng máu đầu tim cứu y chu huyền lan đối với y thật là tình sư đồ cảm động đất trời mắt thẩm lưu hưởng cảm động sắp khóc đến nơi trong lòng lại lạnh đến sắp kết băng y bĩu môi một cái Tầm mắt dừng ở nước suối trong vắt. Đi lên phía trước hai bước, cúi người dò đầu ra, nhìn kỹ ảnh phản chiếu trong nước. Thời điểm trong lòng không yên, Thẩm Lưu Hưởng sẽ tự nhìn mình. Trên mặt bóng người trong nước lộ ra vài phần mất mát. Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt phải một chút, mắt phượng trên khuôn mặt tuấn mỹ trong nước cũng chớp theo. Y nhéo má phải kéo ra, ảnh phản chiếu cũng làm động tác như thế. Một mình chơi một lát, thẩm lưu hưởng nghĩ thông suốt kéo lên một bên khóe môi vẻ mất mát trên mặt lúc trước đã biến mất không còn không sao thẩm lưu hưởng y có một vạn bí quyết theo đuổi người chu huyền lan chỉ là con rồng nhãi con đơn thuần sao có thể là đối thủ của y thẩm lưu hưởng hừ hừ cười chậm gì gì đi ra ngoài ở giao lộ gặp được từ tinh thần đang đi về hướng tàng thư các thẩm lưu hưởng tâm tình rất tốt mở miệng trước trùng hợp nha từ tinh thần ngẩn người mặt lộ vẻ nghi hoặc ánh mắt đánh giá trên dưới người trước mặt này thấy y cười như mặt trời ngược lại hoàn toàn với bộ dáng như phủ sương mù lúc biết chu huyền lan mất máu đầu tim biểu tình cổ quái gật gật đầu ta tìm đế phụ thương thảo chuyện đi yêu đều khi hắn đang nói gió lạnh thổi qua rừng một mảnh lá cây bay giữa không trung thẩm lưu hưởng thấy thế bắt được Ngón tay thon dài trắng nõn gấp lá cây. Thuận miệng hỏi, khi nào đi? Từ Tinh Thần, đế phụ định ngày mai. Thẩm Lưu, Hưởng sừng sốt, ngày mai? Vội vàng như thế sao? Từ Tinh Thần, bây giờ ngươi trở về, có lẽ có biến. Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc mấy phần, động tác gấp phiến lá dần dần ngừng lại. Y ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Đế Vân Vũ rất chú ý đến quyển trục, thậm chí còn hơi cấp bách quyển trục ghi lại nơi phong ấn cùng kỳ nhưng đã phong ấn mấy trăm năm cho dù có người động tâm tư với ma thú nhưng lấy tu vi của đế vân vũ lại đến phong ấn hoặc chu sát đều có thể không cần chú ý như thế thẩm lưu hưởng buông ánh mắt xuống nhìn chằm chằm chiếc lá vàng khô giòn đang gặp lại bị rách đôi chậm rãi nhíu mi trong nguyên tác đế vân vũ ngã xuống tuy là chuyện oanh động tam giới nhưng lúc đó đang là thời kỳ mấu chốt để các đại nam phụ tranh đoạt tố bạch triệt vì thế bút mực rất ít manh mối duy nhất là trước đó thẩm lưu hưởng từng hủy hoại pháp khí bản mạng của đế vân vũ thẩm lưu hưởng vẫn luôn suy đoán chuyện đế vân vũ thân vẫn có liên quan đến việc pháp khí bản mạng bị hao tổn y không làm những chuyện như thẩm lưu hưởng trong sách đế vân vũ hẳn là sẽ bình yên vô sự nhưng hiện giờ xem ra có chút không đúng đế vân vũ nói đã quên nơi phong ấn ma thú đã quên mẹ y tên là gì người đã lâu không xuất hiện người liền sẽ quên nhưng với những chuyện xảy ra trước khi phong ấn ma thú lại nhớ vô cùng rõ ràng nhàn hạ hết sức hắn từng kể cho y cùng tinh thần tinh liên hồi còn nhỏ hắn tu hành ở thần kỳ sơn lên thiếu niên lại rèn luyện ở tam giới ký ức về mỗi nơi rèn luyện vẫn còn nhớ như in thẩm lưu hưởng đã từng nghĩ liệu có phải đánh nhau với ma thú bị thương hay không nhưng suy nghĩ đến ngữ khí của đế vân vũ khi nói về ma thú vẫn không đem chúng đặt vào đáy mắt thẩm lưu hưởng trái lo phải nghĩ có lẽ trong lúc đế vân vũ phong ấn ma thú đã gặp phải chuyện phiền toái khác nhưng lấy việc hắn đã sớm đứng trên đỉnh tu vi ở tam giới thì sẽ có cái phiền toái gì thẩm lưu hưởng ném lá khô trên tay tàng thư các có thư tịch ghi lại cuộc đời đế phụ không nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại trong đó từ tinh thần nhớn mi tất nhiên là có thẩm lưu hưởng vỗ vỗ bụi phấn trên tay một khi đã như vậy sau khi ngươi gặp đế phụ lặng lẽ cầm mấy quyển về cho ta đừng để người phát hiện từ tinh thần hồ nghi nheo mắt lại ngươi muốn làm gì thẩm lưu hưởng hiện giờ cũng là không hiểu ra sao giải thích với từ tinh thần không rõ thuận miệng qua loa lấy lệ hai câu đẩy người đến tàng thư các từ tinh thần gánh vác trọng trách biến mất ở cửa thẩm lưu hưởng xoay người trở về phòng phòng ngủ yên tĩnh thẩm lưu hưởng đi đến mép giường ngồi xổm xuống thi pháp vung bàn tay lên một đống lớn thoại bản từ gầm giường xuất hiện đế vân vũ không cho y đọc thoại bản bắt được liền tịch thu nhưng đế vân vũ không phải lúc nào cũng tới phòng ngủ của y liền dặn dò thị nữ chiếu cố lúc mấy thị nữ này dọn dẹp phòng sẽ lôi ra rất nhiều thoại bản tất cả đều báo cho đế vân vũ kết quả là thẩm lưu hưởng vì phòng ngừa bị bọn thị nữ phát hiện liền thi triển một pháp thuật nhỏ đem thoại bản giấu dưới gầm giường trận mắt cũng không nhìn thấy trong một đống thoại bản thẩm lưu hưởng tìm tìm kiếm kiếm lấy ra một quyển trong đó, vỗ vỗ bụi bám bên trên, lật ra xem, y có một vạn phương pháp theo đuổi người, chính là từ thoại bản tổng kết ra, nhưng hiện giờ có chút quên, cần xem lại một phen. Đọc trong một thoại bản, rốt cuộc vẫn dùng mấy thủ đoạn, thợ săn ôm cây đợi thỏ, cao nhân hung mãnh bắt cá, làm đối phương cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy dập, không thể tự kiềm chế chui vào lưới đánh cá thẩm lưu hưởng kéo khóe môi nhanh chóng lật xem tiếp chỉ chốc lát sau y đóng sách lại trong mắt hơi chuyển động thoại bản có dạy phải thời khắc xuất hiện bên cạnh đối phương như vậy ngày nào đó đột nhiên không xuất hiện đối phương sẽ không quen khó chịu đến muốn chết muốn sống thẩm lưu hưởng nhẹ sách một tiếng cảm thấy thật là có lý chu huyền lan không biết khi nào sẽ tỉnh y thủ ở đó để lúc chu huyền lan tỉnh lại ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn thấy y chẳng phải tuyệt lắm sao thẩm lưu hưởng nói làm liền làm buông thoại bản ra cầm gối chăn trên giường đi nhanh ra cửa y tính toán bày một cái ổ trước phòng chu huyền lan để đối phương vừa mở mắt là có thể nhìn thấy y trên hành lang thật dài thẩm lưu hưởng ôm gối chăn mềm mại sung sướng lẩm nhẩm một khúc nhạc không nhanh không chậm mà đi đến phòng chu huyền lan một đám người hầu đi ngang qua vội vàng tiến lên hỗ trợ thẩm lưu hưởng lắc đầu không cần sắp tới rồi phía trước có một khúc cua lại đi tiếp hai bước chính là phòng chu huyền lan thẩm lưu hưởng mặt mày cong cười chưa từng nghĩ vừa bước vào chỗ rẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào một bóng hình y vừa thấy sợ tới mức cả người run lên gối đầu trong lòng ngực rơi bịch xuống đất không phải đế phụ ở tàng thư các sao ánh mắt đế vân vũ buông xuống lướt tầm mắt lên chăn đệm trong lòng ngực y lại đến gối đầu dưới đất ngươi tìm tòi nghiên cứu cuộc đời ta làm gì thẩm lưu hưởng nghẹn họng từ tinh thần này đem bán y sao đế vân vũ nhìn ra suy nghĩ trong lòng y tinh thần ở trước mặt ta không thể nói dối hắn thấy ánh mắt từ tinh thần né tránh nói chuyện thất thần ánh mắt thường thường nhìn lại phía giá sách vì thế hai ba câu liền đem lời nói lôi ra thẩm lưu hưởng là y tính sai đế vân vũ cúi người nhặt gối đầu lên cầm trong tay đuôi lông mày hơi hơi nhớn lên một cái ngươi tính toán ôm mấy thứ này đi đâu thẩm lưu hưởng phơi chăn thẩm lưu hưởng quay đầu nhìn trời tờ mờ sáng theo con quan sát hôm nay chắc chắn mặt trời chói chang nhô lên cao y nói nhanh chóng đoạt lại gối đầu trong tay đế vân vũ ôm chăn, ba bước thành hai nhanh chóng rời khỏi hành lang dài, đi ngang qua phòng Chu Huyền Lan, đầu cũng không vặn mà đi rồi. Đế Vân Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng y, như suy tư gì đó. Thẩm Lưu Hưởng vòng một vòng lớn, lén lút, một lần nữa đi tới trước cửa phòng Chu Huyền Lan, đẩy cửa ra, nhìn thấy băng sư mù tràn ngập trên người rồng nhỏ, vẫn chưa tỉnh, Thẩm Lưu Hưởng buông gối, nhìn chằm chằm hắn một lát, dối tay sờ sờ vải rồng lạnh băng băng cảm giác như đã từng quen biết lại lần nữa thổi quét mà đến trên mặt thẩm lưu hưởng đầy vẻ nghi hoặc y chưa từng sờ qua chẳng lẽ là nguyên thân từng sờ thẩm lưu hưởng nhớ tới ký ức bị mộng yểm thú làm thức tỉnh y từng ôm một cái trứng rồng theo lời sư tôn phương trung khanh nói đó chính là tình duyên của y là chu huyền lan mà theo ý của thiên đạo trên tam sinh thạch lại nói là Diệp Băng Nhiên. Sau khi thẩm lưu hưởng trầm tư hồi lâu, bèn câu môi cười. Cho dù ai nói đúng, ai nói sai, tình duyên của y là do chính y định đoạt. Trong nhà phá lệ yên tĩnh, đến tận khi rồng nhỏ ngủ say hồi lâu đột nhiên động đậy. Tựa hồ sắp tỉnh lại. Trong lòng thẩm lưu hưởng vừa động, tính toán tiên hạ thủ vi cường. Y tháo xuống một viên ngọc bội từ bên hông. Phiếm ánh sáng nhỏ vụn. Trên này có khắc tên của y. Thu nhỏ ngọc bội một chút, ngón tay thon dài của Thẩm Lưu Hưởng vòng quanh sợi tơ hồng, hướng rồng đen trên thiền linh băng tìm kiếm. Khóe môi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười xấu xa. Đeo ngọc bội của ta thì chính là người của ta. Thẩm Lưu Hưởng nâng đầu rồng nhỏ lên, mân mê một lúc lâu, thật vất vả mới treo được lên trên cổ. Nhìn kỹ một lúc, lại cảm thấy không thích hợp nếu là hình người ngọc bội thường treo bên hông đeo ở trên cổ có chút không ổn tầm mắt thẩm lưu hưởng chuyển động quanh người chu huyền lan cuối cùng dừng ở sừng rồng y đem ngọc bội chỉ còn lớn bằng đầu ngón tay thật cẩn thận buộc vào sừng rồng tặng ngọc bội có ý đính ước đợi chu huyền lan tỉnh lại là có thể phát hiện đầu tiên đến lúc đó xem phản ứng của hắn là có thể biết được tâm ý hắn thẩm lưu hưởng câu môi đầu ngón tay nhẹ khải khải ngọc bội treo trên sừng rồng nhưng chăm chú nhìn một lát ý cười trên khóe môi dần dần tan đi nếu chu huyền lan không thích y vậy lúc thấy ý tứ của y sợ tới mức trốn về bát hoang không gặp y nữa thì sao đây thẩm lưu hưởng thích ăn rất nhiều thứ thích làm rất nhiều chuyện nhưng thích người lại là lần đầu tiên trong lúc nhất thời trong lòng trở nên nôn nóng trước kia thẩm lưu hưởng cảm thấy nếu gặp được người mình thích cứ giao sắc chặt đay dối là thượng sách lấy tư thế xét đánh thổ lộ đem người thu vào trong túi nhưng bây giờ mới phát hiện ra tại sao gần trong gang tấc lại không dám hành động thiếu suy nghĩ muốn làm gì lại lo lắng hơi vô ý một chút sẽ đem người dọa chạy đến cơ hội theo đuổi cũng không cho thẩm lưu hưởng do dự một lát gãi gãi đầu lấy ngọc bội từ sừng rồng xuống cả người tràn đầy suy sụp. Y nhìn chằm chằm rồng nhỏ trên băng. Nhân lúc hắn chưa tỉnh lại. Ngón tay trắng nõn thon dài không nhịn được chọc vào đầu rồng. Đồ đệ nhà người khác cũng tốt như ngươi sao. Chấm 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 chấm. Cũng sẽ ở lúc sư tôn mê rượu. Ngoan ngoãn chờ ở giữa đường sao. Khi còn ở thanh lăng tông. Thẩm lưu hưởng rảnh rỗi không có việc gì. Lâu lâu thường đi tìm lăng hoa uống rượu tâm tình một lần uống là đến tận đêm khuya lúc về mang theo ba phần mùi rượu qua rừng đào giữa sương núi sẽ luôn có một thân ảnh thiếu niên đĩnh bạt chịu gió chịu mưa đứng đó chờ thẩm lưu hưởng từng nói không cần chờ nhưng chu huyền lan ngoảnh mặt làm ngơ vì thế tùy ý hắn huống hồ thẩm lưu hưởng ở thế giới kia vẫn luôn cô đơn chiếc bóng lần đầu cảm nhận được cảm giác có người chờ mình muốn đón mình về bên ngoài không nói trong lòng lại vô cùng nhảy nhót khi đó thẩm lưu hưởng liền suy nghĩ tại sao chu huyền lan lại tốt như thế hiện giờ hỏi ra được đáng tiếc chu huyền lan không trả lời y nằm trên thiền linh băng vẫn không nhúc nhích tổn hại máu đầu tim là bị thương nặng tuy tạm thời có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vẫn chưa đến lúc đó thẩm lưu hưởng nhìn một lúc lâu tâm phiền ý loạn vò vò tán loạn mái tóc tầm mắt đảo qua đảo lại trên người hắn. Không biết lúc hắn tỉnh lại thì nên làm như thế nào. Đang dối rắm vô cùng. Ánh mắt thẩm lưu hưởng chợt ngưng một cái. Thoáng nhìn trên lưng rồng có vết sẹo rất nhỏ. Y cúi đầu xem xét. Vết sẹo thoạt nhìn chắc đã có từ mấy năm. Lấy năng lực khôi phục cường hãn của long tộc mà vẫn chưa biến mất. Có thể phỏng đoán ra lúc ấy bị thương nặng bao nhiêu. Thẩm lưu hưởng trầm mặc thật lâu. Trong tiềm thức của Y, chu huyền lan vẫn luôn là huyền chủ không gì không thể làm trong nguyên tắc tất cả vận khí trên thế gian đều ở trên người hắn chỉ cần muốn thì không có gì không làm được nhưng lúc này mới ầm ầm ý thức được chu huyền lan làm sao sinh ra đã có sẵn thực lực cường đại cho dù là cứu y ở kiếm tông hay cắt sừng rồng phá trận dùng máu đầu tim trấn cổ mỗi một lần đều là không màng tất cả dùng hết toàn lực bảo hộ y hắn chưa bao giờ là huyền chủ trong nguyên tác. Hay rồng đen vai ác trong truyền thuyết. Chỉ là đồ đệ của y mà thôi. Với thẩm lưu hưởng mà nói. Hắn là đồ đệ tốt nhất thế giới của y. Thẩm lưu hưởng nhẹ rũ hàng mi. Tất cả suy nghĩ nhảy nhót trong tim. Đang lơ đáng. Chợt đối thượng một đôi mắt đen mở lớn. Y sừng sốt. Đem biểu tình phức tạp trên mặt thu hết. Phát hiện ngón tay còn ấn trên đầu Chu Huyền Lan. Liền thu tay. Khô khốc hỏi. Tỉnh lại từ lúc nào? Chu Huyền Lan đã tỉnh được một lúc. Khoảnh khắc vừa mở mắt đã phát hiện ra khí tức quen thuộc. Trước tiên liền nhìn lại phía thẩm lưu hưởng. Thấy y lâm vào trầm tư. Vẫn chưa chú ý tới ánh mắt này. Vì thế cũng nhìn lên khuôn mặt Tuấn Mỹ. Biểu tình vô cùng sinh động. Lúc đầu sư tôn chớp mắt. Lại nhấp miệng nhíu mày. Sau một lúc lâu lại phòng má lộ ra biểu tình dối rắm còn thỉnh thoảng phiền muộn thở dài có chút đáng yêu chu huyền lan nhìn đến trong lòng hơi ngứa nhưng tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài hắn nâng đầu vốn muốn biến trở về hình người lại nhớ tới thẩm lưu hưởng từng nói muốn sờ sừng rồng vì thế ngẩng đầu rồng lên chủ động đến gần tầm tay thẩm lưu hưởng sư tôn không phải muốn sờ sừng rồng sao thẩm lưu hưởng muốn nói đã sờ trộm rồi nhưng suy nghĩ lại lần nữa là huyết kiếm A. Y quyết đoán ngậm miệng. giơ ngón trỏ chạm vào sừng rồng. Sau khi Chu Huyền Lan tỉnh lại. Sừng rồng trở nên mềm hơn một chút. Không cứng bang bang như lúc trước. Hoa văn trên sừng cũng thay đổi. Lúc trước ảm đạm không ánh sáng. Lúc này lóe lên ánh vàng. Hơn nữa băng xương bao trùm trên đó. Sờ lên đặc biệt thoải mái. Thẩm lưu hưởng không nhịn được sờ soạn thêm một lát. Trên thiền linh băng. Khoảnh. Khắc sừng rồng bị đụng vào truyền đến, tâm thần Chu Huyền Lan liền rối loạn. Hắn đã đánh giá cao bản thân, Chu Huyền Lan thân là long tộc, dục niệm vốn cường đại. Trong sách cổ ghi lại, có rất nhiều long tộc không khống chế được tình dục mà lưu tình ở khắp nơi. Nhưng tính tự chủ của Chu Huyền Lan rất mạnh, cho dù ở thân rồng động tình hết sức, cũng có thể ngăn chặn bản tính. Người duy nhất có thể làm hắn mất khống chế, chỉ có Thẩm Lưu Hưởng có khoảng thời gian nghiêm trọng chỉ nghe thanh ấm trong ngọc giản đã không nhịn được nhưng chu huyền lan không dự đoán được hiện giờ chỉ là sờ sờ sừng rồng thân thể đều sẽ nóng lên hắn không thể không đem sừng rồng từ trong tay thẩm lưu hưởng rút ra biến thành một sợi huyền quang khôi phục hình người đang muốn nói để ngày khác tiếng đập cửa liền truyền đến thiếu quân đế quân phân phó nấu thuốc cửa mở thị nữ cầm chén thuốc giao cho thẩm lưu hưởng y cúi đầu ngửi ngửi mùi rất thơm đế phụ kê thuốc cho ngươi ngửi thơm quá thẩm lưu hưởng chớp mắt ta thay ngươi nếm thử mùi vị trước thẩm lưu hưởng bưng chén lên uống một ngụm nhỏ nháy mắt tiếp theo cả khuôn mặt đều tái đi chịu đựng xúc động muốn đổ luôn chén thuốc một tay y che ngực một tay đem chén đặt lên bàn thật là khó uống đầu lưỡi thẩm lưu hưởng tê dại trong miệng đắng ngắt hai tròng mắt sặc ra nước mắt vội vàng đi tìm nước lại bị túm chặt cánh tay kéo lại không biết chu huyền lan lấy mứt hoa quả từ đâu ra ngón tay thon dài đưa tới thẩm lưu hưởng như nắng hạn gặp mưa rào lập tức cắn đầu lưỡi nếm thấy một chút vị ngọt không nhịn được liếm thêm một cái một liếm này làm hai người đồng thời sửng sốt chu huyền lan vừa mới nằm trên băng đầu ngón tay vẫn còn giữ hơi băng lạnh bị nhiệt độ trong miệng thẩm lưu hưởng bao bọc lấy đầu lưỡi mềm mại lại lơ đãn xẹt qua thân thể hơi cứng đờ các ngươi đang làm cái gì trước cánh cửa mở rộng từ tinh thần trên mặt khiếp sợ hét lớn một tiếng đem hai người sợ tới mức phục hồi lại tinh thần lần này bằng chứng như núi đầu tiên từ tinh thần một tay kéo thẩm lưu hưởng lại tiếp theo quay đầu trừng mắt nhìn Chu Huyền Lan. Rất có ý tứ, người chờ đấy cho ta. Đưa người tới chỗ không có ai. Từ tinh thần buông tay. Hừ lạnh, còn muốn giải thích không? Hắn sớm đã cảm thấy hai người không đúng. Nhưng thẩm lưu hưởng vẫn luôn phủ nhận. Hiện giờ để hắn đụng phải một màn này. Không khỏi có loại cảm giác thắng lợi. Bình tĩnh xem thẩm lưu hưởng miệng lưỡi trơn chu giải thích như thế nào. Nhưng ra ngoài ý muốn thẩm lưu hưởng sờ sờ cằm vậy mà nghiêm túc gật đầu không có chính là như ngươi nhìn thấy từ tinh thần sửng sốt một chút chừng lớn mắt đoán được là một chuyện nghe thẩm lưu hưởng thừa nhận lại là chuyện khác hắn bị dọa đến lui hai bước chỉ vào thẩm lưu hưởng ngươi ngươi thừa nhận các ngươi chính là có một chân thẩm lưu hưởng nhướng mày thở dài trên mặt từ thản nhiên chuyển thành phiền muộn không phải là ta tương tư đơn phương, từ tinh thần, cái này thì từ tinh thần không giữ bình tĩnh được nữa, chỉ có chút tiền đồ này. Không được, ta muốn đi nói cho đế phụ, nhất định là ngươi bị Cửu Yêu Vương mê hoặc tâm trí. Thẩm Lưu Hưởng một phen giữ chặt hắn, "Không thể nói cho đế phụ, ngươi phải giữ bí mật cho ta." Bước chân từ tinh thần ngừng lại, vừa bừng tỉnh, cho rằng lỗ tai xảy ra vấn đề, bảo hắn giữ bí mật nằm mơ đi từ tinh thần cười lạnh một tiếng không có khả năng ta tuyệt đối không nối giáo cho giặc tuyệt đối không giúp ngươi gạt đế phụ thẩm lưu hưởng nhướng mày việc này ta chỉ nói cho ngươi từ tinh thần thì làm sao thẩm lưu hưởng nhìn hắn vẻ mặt chân thành tha thiết bởi vì ta tín nhiệm ngươi nhất từ tinh thần sửng sốt tín nhiệm hắn nhất đúng rồi chuyện quan trọng như thế vậy mà thẩm lưu hưởng chọn nói cho hắn có phải bởi vì không muốn lừa hắn không sâu trong nội tâm cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm kiên định tin tưởng hắn sẽ giữ bí mật cho y ý thức được điểm này tâm thần từ tinh thần đều chấn động chưa bao giờ nghĩ tới hình tượng của hắn ở trong lòng thẩm lưu hưởng thì ra lại là như thế thu hồi nửa bàn chân bước ra trên mặt từ tinh thần lộ ra biểu tình mất tự nhiên vậy vậy tạm thời giữ bí mật giúp ngươi thẩm lưu hưởng hơi câu khóe môi cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu một khi đã như vậy thì còn có một chuyện nữa từ tinh thần nghi hoặc chuyện gì thẩm lưu hưởng cúi sát vào đè thấp thanh âm từ tinh thần nghe xong một lúc lâu trên mặt vẫn là không thể tưởng tượng chấm 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 hoặc kép phẩy chấm phẩy chấm bảo từ tinh thần hắn làm nguyệt lão nối tơ hồng cho hai người bọn họ Điên rồi sao? Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.